tình trạng da của mình nửa bên chưa làm và nửa bên làm rồi như thế nào vậy chị ha? Wow, khác nhiều ghê ha. Dạ. Ừ, bên này là trông nó căng hẳn lên này, nó không bị sệ như bên này này. Dạ, thì chị Hương em thấy là như kiểu là cái phần cơ của chị á, chị có thể rờ hai bên xem cái tình trạng da của mình nè. Ừ, bên này mịn hơn hẳn em. Săn chắc hơn nhiều luôn đúng không ạ? Hơn. Em thấy là cái phần cung chân mày cũng như cái phần viền hàm nó lộ rõ hơn. Cũng như cái phần rãnh cười của chị nó đỡ đi nhiều ạ. Thì trong quá trình làm mình có bị đau không chị ha? Chị thực ra cũng không thấy đau nhiều lắm đâu. Dạ. Bác sĩ làm rất là nhẹ nhàng mà thậm chí mình còn ngủ quên ấy. Dạ, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm cái tình trạng của chị Hương trước đây và sau khi làm xong cái phương pháp Ultrabeam được không ạ? Rồi cả nhà có thể thấy ha, chị Hương có thể nhìn thẳng đây cho quý khách hàng có thể thấy được rõ gương mặt của mình ha. Đó, thì cái đây một bên này là bên đã làm xong công nghệ Ultrabeam và bên này là bên chưa làm. Thì mọi người thấy là khi mà da mình lão hóa thì nó sẽ chia làm những cái mức độ lão hóa khác nhau. Thì ở da của chị Hương là đang có tình trạng lão hóa mức độ trung bình. Đó, mọi người có thể nhìn đây là cái vùng má giữa thì có hiện tượng đổ cơ, làm cái đường viền hàm nó không săn chắc. Thì khi mình làm xong thì mọi người thấy là cái đường viền hàm này đã rõ lên rất là nhiều. Thứ hai là vùng má giữa, mọi người thấy ha, cái đẳng râu rồng này hai bên đó thì bên này đã cải thiện lên rất là nhiều, mờ hẳn luôn. Và thứ ba là vùng mặt trên thì chúng ta nhìn cái cung mày này đã được nâng lên rõ hơn so với mặt bên kia. Đó, thì quá trình này nó còn tiếp diễn và hiện tượng tăng sinh collagen này nó sẽ cải thiện tốt hơn nữa từ 2 đến 3 tháng sau khi làm. Đó, là chị Hương sẽ thấy da mình bắt đầu nó sẽ săn hơn, này nó sẽ gọn hơn và bề mặt da thậm chí nó còn đẹp hơn rất là nhiều nữa. Dạ. Yeah. Thì cái hiệu quả này là chị Hương thấy được khoảng tầm 10% sau khi mình làm xong thôi chị nha. Thì sau 2 tới 3 tháng nữa thì cái da của mình nó tăng lượng cái collagen và elastin cho da mình nhiều hơn đó, thì cái hiệu quả nó còn nhiều hơn nữa. Dạ, em xin mời chị Hương cũng như mời bác sĩ để tiếp tục làm những phương pháp ạ. Dạ, em mời chị. Để có một làn da săn chắc, trẻ hóa, mọi người hãy liên hệ cho hotline 1800 6617 hoặc nhắn tin trực tiếp cho BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream của ngày hôm nay ạ.